Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc điện thoại. Đó chính là chiếc Nokia X300. Đó, các bạn xem nè. Ở cạnh phải của máy thì có phím tăng giảm âm lượng và một phím chụp hình. Còn bên cạnh trái thì có một khe cắm thẻ nhớ nha các bạn. Phía dưới không có gì hết. Phía trên thì có một jack cắm tai nghe 3.5 nè, một cổng truyền dữ liệu micro USB. Không biết cổng này có sạc được không, mình chưa có test thử. Còn đây là một cổng sạc chân kim. Phía sau của máy là có một camera độ phân giải 3.2 megapixel nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở khóa màn hình lên để test một số chức năng cơ bản của máy. Đây là phần tin nhắn nè, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, cài đặt, bộ sưu tập, media, sắp xếp radio, ứng dụng, internet. Rồi bây giờ mình sẽ vào mục cài đặt. Trong cài đặt thì có profile, chủ đề, cài đặt âm thanh, cài đặt đèn, cài đặt hiển thị. Cái Nokia X3 này mình không thấy có mục chỉnh sáng các bạn ạ. Như vậy là sáng hết cỡ rồi đó. Đây. Sao thang không 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 thang. Nokia X300 V03.60. Cái này sản xuất năm 2009 nha các bạn. Chắc mình cũng test thử camera xem nó chụp có đẹp không nha. Rồi ok, để xem với độ phân giải 3.2 megapixel thì em nó chụp hình có đẹp không. Đây. Cũng mờ lắm các bạn ơi. Nói chung mấy dòng này thì chỉ được như vậy thôi, không thể đòi hỏi nhiều được. Ok, như mọi clip thôi, mình vẫn sẽ test một vài con game để xem máy chạy có mượt không. Đây, chiếc Nokia X3 này bộ nhớ trong của nó là 46MB nha các bạn. Mình cũng cài khá là nhiều game vào bộ nhớ trong của con này rồi, hiện tại mình không có gắn thẻ nhớ. Ở bên ngoài thì ghi là Alpha 5, còn bên trong thì lại là bản iPhone 3. Các bạn thấy đồ họa game này sao? Đẳng cấp không? Nó lạng lách nè, lạng lách nè. Trời ơi, đồ họa có thua gì iPhone 13, 14 đâu. Tăng tốc lên. Trời, biết bắn được không? Ghê không? Rồi ok, và mình sẽ chơi thử thêm một tựa game nữa nha, Dancer Dad. Rồi mới vào game mà mình thấy cái màu sắc nó khá là đẹp các bạn. Đó, đẹp chưa? Đồ họa nó phải như vậy chứ. Trời ơi, mình mãi nói quá. Ok, làm lại đi. Trời, cái game này mình chơi phát một chứ có gì đâu. Từ từ. Vừa quay vừa chơi nó hơi khó xíu nha các bạn.
nhảy lên đó, nó phải như vậy. Oh shit. Đẹp. Trời ơi, tưởng chạy vô cái cột làm gì không biết. Rồi, nếu các bạn muốn mình test thêm một số con game ở đây thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Mình sẽ chơi hết các con game ở đây luôn. Rồi, ok, nếu thấy video clip của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.